Xin chào cô chú, anh chị và các bạn thân mến. Chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh của mình. Kính chúc mọi người có một ngày vui vẻ và hạnh phúc. Hôm nay mình xin chia sẻ đến cô chú, anh chị và các bạn một món ăn. Đó là món gỏi rong sụn chay. Gỏi rong sụn là một món chay tươi mát, màu sắc của món ăn khá rực rỡ. Vào ngày cuối tuần mình làm để chiêu đãi cho gia đình. Món gỏi thanh đạm giòn ngon giúp kích thích vị giác, còn làm cho thực đơn chay của các bạn thêm phần phong phú và hấp dẫn hơn. Với món gỏi rong sụn chay, mọi người có thể dùng làm món khai vị khi nhà có tiệc, hay đơn giản chỉ là một món ăn chống ngán vào những ngày chán cơm nè. Bây giờ cả nhà hãy cùng mình vào bếp thực hiện ngay món ăn ngon của ngày hôm nay ha. Nguyên liệu cho món gỏi chay mình có 130g rong sụn, 2 miếng đậu hũ, 1 cây nấm đùi gà, 1 trái dưa leo, 1 củ cà rốt, 1 trái ớt sừng, 1 ít rau răm và húng lủi, 3 trái chanh dùng làm nước mắm. Bây giờ mình sẽ sơ chế nguyên liệu ha. Trước tiên mình cho rong sụn vào tô, sau đó cho nước vào ngâm 15 phút nè. Trong thời gian chờ ngâm rong, tiếp theo mình cắt cà rốt. Cà rốt mình chia làm 3, thái lát, sau đó cắt sợi nhỏ vừa ăn. Cả nhà đừng cắt nhỏ quá, cà rốt mất độ giòn nha. Dưa leo thì mình sẽ bỏ ruột, mọi người cắt dưa leo có kích cỡ bằng cà rốt là được. Ớt sừng mình tách bỏ hạt, sau đó cắt sợi nhỏ. Tiếp theo nấm đùi gà, mình cũng cắt sợi. Đậu hũ hơi dày nên mình chẻ đôi, sau đó thái sợi nữa là xong rồi. Cà rốt và dưa leo mình sẽ ngâm giấm đường. Trước tiên cho hai nguyên liệu vào tô. Mình có 2 muỗng canh đường, 4 muỗng canh giấm gạo loại 5%. Sau đó mọi người trộn đều để đường được hòa tan ha. Mình sẽ ngâm cà rốt và dưa leo 10 phút. Tiếp theo mình sẽ pha nước mắm trộn gỏi. Ở đây mình có 7 muỗng canh đường. Bốn muỗng canh nước mắm. Sáu muỗng canh nước chanh. Sau đó khuấy đều và nêm nếm xem nước mắm đã đủ vị chua ngọt chưa nè. Độ chua mọi người có thể điều chỉnh để có vị ngon nhất ha. Trong sụn mình ngâm nước nãy giờ rồi. Bây giờ mình sẽ đem trong sụn rửa lại nước sạch thật nhiều lần nha. Các nguyên liệu đã được sơ chế xong. Bây giờ mình sẽ cho chảo lên bếp rồi chiên đậu hũ thôi. Khi dầu nóng, mình cho đậu hũ vào chiên. Chiên đậu lửa của bếp mình để ở mức vừa. Được một lúc, mình thấy đậu vàng giòn thì gấp ra nha. Nấm đùi gà, mình cũng cho vào chiên. Nấm chiên sẽ rất thơm ăn, sẽ có vị dai ngon đó. Nấm chiên đã ngả vàng rồi, bây giờ gấp nấm ra thôi. Cà rốt và củ cải mình ngâm giấm đường cũng đã thấm. Bây giờ mình sẽ vớt cả hai ra, cho ráo. Tiếp đến mình sẽ trộn gỏi. Đây là rong sụn mình đã rửa sạch. Rong có những sợi dài và to, mình dùng kéo cắt ngắn để dễ ăn hơn. Kế đến mình sẽ cho cà rốt và dưa leo vào.
thêm ớt sừng để món gỏi có nhiều màu sắc nè. Mình trộn sơ qua một quận để các nguyên liệu đồng nhất với nhau ha. Bây giờ có thể cho nước mắm trộn gỏi vào được rồi. Phần nước mắm mình sẽ chừa lại một ít để làm nước chấm. Mọi người trộn đều để rau củ thấm nước gỏi ha. Sau đó mình cho tiếp rau răm cắt nhỏ vào nè. Các nguyên liệu còn lại như húng lủi, đậu hũ chiên và nấm đùi gà chiên lần lượt mình cho vào tô. Rồi trộn đều cho tất cả hòa quyện lại. Món gỏi rong sụn của mình đến đây là gần xong rồi. Nếu các bạn có thích ăn đậu phộng thì cho vào một ít ha. Cuối cùng mình trộn đều qua lần nữa là chọn ra chỉ ăn được rồi. Gỏi rong sụn chay, mọi người có thể ăn cùng cơm hay bánh phồng chay ha. Hay đơn giản chỉ là ăn gỏi không cũng rất ngon đó nha. Vậy là mình vừa hoàn thành xong món gỏi rong sụn chay rồi. Gỏi có sự kết hợp của các nguyên liệu nhiều màu sắc giúp cho món ăn của chúng ta bắt mắt hơn. Vị chua ngọt hòa cùng độ giòn từ cà rốt, chưa leo và rong ăn khá lạ miệng. Cảm giác rất thanh mát. Món gỏi chay ngon của mình đã sẵn sàng. Bây giờ thì mình mời mọi người thưởng thức món gỏi chay với mình nha. Cảm ơn cô chú, anh chị và các bạn đã xem và like. Nhớ share và subscribe kênh cho mình nha. Hẹn gặp lại cô chú, anh chị và các bạn trong video kế tiếp. BB cả nhà. Mãi yêu.